Sau khi chúng ta nhập xong thì chúng ta nhập cho thầy một bảng tính phụ ở phía dưới. Chúng ta ghi là bảng đối chiếu. Bảng đối chiếu. Ở đây chúng ta ghi cho thầy cột là giới tính. Đây là ngày lương trên ngày. Lương trên ngày. Đây chúng ta ghi là phụ cấp. Đây chúng ta ghi chức vụ. Giới tính nam. Lương trên ngày là 500.000 đồng. Cái để chữ 500 có nghĩa là chúng ta hiểu 500.000 đồng. Nữ. Thầy đề 400.000 đồng. Phụ cấp của nam là 100.000 đồng. Phụ cấp của nữ. Phụ cấp của nữ là 200.000 đồng. Chức vụ. Chức vụ chúng ta ra bảng khác, bảng đối chiếu 2. Đối chiếu về chức vụ. Ghi cho thầy tổ trưởng. Được thưởng 200.000 đồng trên một tháng. Tổ phó. Tổ phó 100.000 đồng trên một tháng. Giám đốc. $300.000 trên một tháng. Phó giám đốc. $250.000 đồng. Chúng ta có hai vùng đối chiếu trong một bài toán mà các em ấy, các em phải chủ động làm cái bảng đối chiếu. Xong chưa? Trên này thì các em vẫn như vậy nhá, dưới này chúng ta để đây. Bây giờ chúng ta cho chức vụ vào đây.
Ví dụ bạn này làm tổ trưởng. Các em có thể viết tắt cũng được, nhưng mà đã ghi ở dưới này đối chiếu tổ trưởng thì ghi giống này. Rồi bạn này tổ phó. Tiếp theo giám đốc. Bạn này giám đốc. Phó giám đốc. Phó giám đốc cho bạn nào? Bạn này cho phó giám đốc. Ví dụ bây giờ đơn vị chúng ta có 1.000 người. Đấy, thì chúng ta phải tính như thế nào? Đây thầy cho tạm 14 người thôi. Nha. Đấy là dữ liệu ban đầu của chúng ta gồm những dữ liệu như này. Việc chúng ta phải đi tính vào các cột. Thì là bài riêng ở trên bảng. Nếu mà các em ghi đúng cái ô như thầy thì nó sẽ đúng. Còn các em ghi ở các em khác thì nó sẽ khác. Các em phải tính toán theo đúng cái cách mà thầy dạy cho các em. Có nghĩa là trên máy tính của các em đặt ở cái ô nào thì địa chỉ sau này nó sẽ theo cái địa chỉ của các em. Rồi bây giờ tất cả nhìn lên trên bảng. Thời điền ngày công. Ngày công theo nam và nữ. Tại ô của bạn đầu tiên, thầy không cần biết bạn ý là gì. Chúng ta ghi vào cho thầy nhá. Bằng VLOOKUP. VLOOKUP mở ngoặc ra. Đây, tính từ đây. Ở đây thầy các em chú ý cái bảng con của chúng ta là có vùng như này. Thế thì chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ đầu tiên của góc trái của bảng và góc phải phía dưới. Đấy, chúng ta điền. Các em chú ý nhá, nhìn vào cho thầy này. Đây là một hình chữ nhật. Nhớ chưa? Thế lúc đó thầy sẽ bằng chỗ đây là bao nhiêu nhỉ? H bao nhiêu? H24. Đúng rồi. Thế thì chúng ta ghi cho thầy đô la H. Đây là địa chỉ tuyệt đối nhá. Nó có cái từ đô la đằng, có chữ đô la đằng trước, có nghĩa là nó sẽ cố định. Đô la tiếp 20. Được chưa? 2 chấm đến phần góc phải phía dưới. Đô la gì, đô la mấy?
26 đúng không? Đối chiếu cái hàng là 26. Cột là cột gì? Đô la gì? Đô la 26. Chúng ta nhìn thấy H2 mấy? 24 à? Đúng chưa? Đúng rồi nhá. Rồi ghi tiếp cho thầy phẩy. Chúng ta đếm này, trong cái hình chữ nhật này nó có tất cả có bao nhiêu cột? Trong đó có 3 cột chúng ta nhìn thấy bằng mắt. Cột giới tính, cột ngày, lương ngày và cột phụ cấp. Thế thì lương trên ngày nó ở cột số mấy? Cột số 2, chúng ta điền số 2 vào đây cho thầy. Phẩy, chúng ta cho thầy số 0 vào đây, mặc định. Bây giờ thầy gõ Enter. Thầy gõ số 1 đi. Lại không ra, ra nữa. Cột số 2. Cột số 2, à xin lỗi. Nữa nhá. À, ngày công. Vùng tìm kiếm. Đợi thời. Rồi, à lời. Về lúc ấp. Đằng trước nó, các em ghi cho thầy F mấy nhỉ? Bạn ngày công của bạn anh là F mấy? F8. Chúng ta ghi cho thầy là F8. F8. Đợi thầy một tí nha. F8. VLOOKUP ngày công. Theo nam và nữ thì xin lỗi. Đó chính là E8. E8. Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống nha. E8 là cột ngày công, cột giới tính. Thì nam và nữ, người nam làm nhiều việc hơn, lương cao hơn. Đấy, chúng ta thấy nó đã điền tự động cho chúng ta. Theo cột giới tính, nữ là 500, 400, nam là nó tính theo 500. Các em tìm nhìn thấy nó tự tìm. Tự tìm giá trị nó điền vào. Nhớ chưa? Nhá, bây giờ thầy nói này, cái hàm VLOOKUP nó sẽ tìm ở cái cột tương ứng là giới tính. Nó sẽ nhìn vào cái bảng đối chiếu đây. Ai là nam thì nó điền nam, ai là nữ nó điền nữ. Nhưng nó điền ở cột số 2, tức là nó tìm trong cái bảng đối chiếu đó là cột số 2. Cột số 2 tương ứng tham số 2. Đấy. Còn cái vùng mà thầy ghi đô la đằng trước này, đằng sau này, đó chính là cái bảng này. Để bảng này không bao giờ bị thay đổi. Muốn cái bảng này không thay đổi thì các em phải chặn bằng dấu đô la, để cho nó biết là chỉ có ba vùng đấy thôi, không bị xê dịch. Còn F8, E8 nhá. E8 thì cứ đến bạn nào thì cái E nó thay đổi. E10, E11, E12, E13. Đấy. Thì cái địa chỉ thay đổi thì người ta gọi là địa chỉ tương đối. Còn cái địa chỉ absolute là địa chỉ tuyệt đối. Em buổi trước nghỉ ra đây ghi. Bị trừ một đầu điểm. Tại sao cứ nghỉ mà đi muộn thế? Bạn nào cũng bị như vậy. Bạn nào nghỉ buổi trước sẽ bị như vậy.
Thế các bạn có thông báo là buổi trước em nghỉ là bị trừ điểm không? Thế tại sao lại cứ đi muộn? Xa thì dậy sớm từ 5 giờ thì tăng đường sao được? Trừ một đầu điểm giữa kỳ. Bây giờ không cố gắng là không được đâu. Trừ điểm là không có điểm. Không có điểm giữa kỳ của một đầu điểm. Có bạn nào hỏi gì thầy nữa không? Nha, chúng ta chú ý này. Cái vùng mà thầy khoanh ấy, nó chính là vùng này. Cột số là cột số 2. Đây, công thức ở trên này. Cột số 2. Đấy. Thầy copy thì paste lên Word cho các em nhìn luôn nhá. Đây nhá. Đây thầy nói này. Cột E8 là cái người đầu tiên. Chúng ta không quan tâm gì đến cái thông tin của người ta, mà chúng ta quan tâm nó là chứa, nó là hàng đầu tiên. Cụ thể đây là bạn Nguyễn Thị Anh. Đô la H, đô la 24. Đó là địa chỉ của hình chữ nhật trong bảng tham chiếu. Cột số 2 là cột ngày công, tiền lương trên một ngày. Số tham số 1 là tham số mặc định cuối cùng. Đấy, cả lớp chú ý cho thầy. Đây, nhìn vào đây, đại điểm nhá. Thế là thầy đã giải xong câu 1. Đấy. Nhìn thấy hình chữ nhật chưa? Cả lớp nhìn thấy hình chữ nhật chưa? Rồi nhá. Lương trên ngày là cột số 2. Bây giờ chúng ta giải quyết tiếp phụ cấp. Phụ cấp này. Cái này nó bị sai thì chúng ta kéo lên nhá. Đấy, thì nó lại trở về. Ví dụ bạn nào mà chót sai thì chúng ta dùng cái ô đúng kéo ngược lên. Bây giờ cột phụ cấp, cả lớp nhìn này. Phụ cấp thầy cũng bằng. Phụ cấp là nam và nữ. Thế thì chúng ta phải dò cái cột trong bảng tính của chúng ta là cột giới tính. Chính là E mấy nhỉ? E8. Bằng VLOOKUP. Mở ngoặc ra E8. E8 là cột giới tính. Phẩy vùng chữ nhật. Vùng chữ nhật là H2 mấy? H24. Đô la H. Đô la 24. Hai chấm đến vùng cuối cùng. Đô la G. Đô la bao nhiêu? Đô la 26. Đúng chưa? Cột số mấy? Cột bây giờ là cột số mấy? Cột phụ cấp là cột số 3. Chúng ta ghi tham số 3. Tham số 1. Enter. Đấy, phụ cấp tự động nó điền, ta kéo xuống. Đúng chưa? Nam nữ nó tự tìm cho chúng ta nha. Xong rồi nhá. Thế là chúng ta đã có mấy nhỉ? Chúng ta đã có 1, 2 cột được điền rồi. Bây giờ thưởng. Thưởng thì chỉ có
Cái này là phụ, cái này tí thầy thêm một cột nữa. Rồi bây giờ thầy ghi lương về chức vụ, thầy chèn thêm một cột nữa. Insert vào đây, thầy cho gọi là cột này là cột phụ cấp chức vụ. Phụ cấp chức vụ. Phụ cấp chức vụ, những bạn nào mà không làm quản lý thì sẽ không đồng. Còn những ai làm quản lý thì sẽ được một tháng được thêm từng này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đối chiếu bảng số mấy? Bảng bên chức vụ, đúng không? Rồi bây giờ các bạn điền vào cho thầy bằng VLOOKUP, mở ngoặc ra, chức vụ là y mấy nhỉ? Y8 phẩy. Cột chức vụ ở đây, đây là chúng ta nhìn thấy là E bao nhiêu nhỉ? E26. Rồi đô la E, đô la 26. 2 chấm xuống phía dưới, đô la F, đô la 29. Đô la F, đô la 29. Đây là trên bảng của thầy nhá, còn các em thì địa chỉ các em phải điền theo địa chỉ các em. Phẩy, cột số mấy các em? Cột số mấy đây? Trong bảng này thì nó là cột số mấy? Cột số 2. Bảng nào nó đi bảng đấy, nhớ chưa? Cột số 2. Tham số 1. Đóng ngoặc lại, enter. Chết rồi. Đô la y đô la 8. Đô la e đô la 26. Ta điền lại nhá. Chức vụ đô la y đô la 8. Rồi tiếp theo vào đây, VLOOKUP đô la như này, đô la 29. Cột số 2. Sao em? Hàng ngang nào? Đây nam nữ, đây phụ cấp, đây giám đốc, phó giám đốc, để thầy xem nào, nó xem sai sót chỗ nào. Đô la e, cột số 2. Sao? Giống y xì trên kia mà. Thank you.
Để thầy xem là địa chỉ lại xem thế nào. Chức vụ là Y8. Đấy, Y8 phó giám đốc ở đây chữ đọc. Phó giám đốc. Bây giờ chúng ta ghi như này nhé. Phó giám đốc rồi. Đấy, phó giám đốc. Thầy xem là nó có bị sai chữ đây không? Giám đốc. Đô la mấy nhỉ? Đô la E, đô la 26. 2 chấm. Cột số 2. Hàng. Đúng rồi, còn gì nữa nhỉ? Sai ở đâu đâu? Cái gì em? Sửa cái số cuối 1.0 ạ. Số cuối này á? Vâng, cái ở trên cái chỗ hàm dẫn quá của thầy ạ. Rồi chúng ta kéo xuống nhá. Đấy, những anh này là không biết, nó không biết, nó không ra. Thì bây giờ chúng ta kệ nó. Nhá. Còn các bạn thêm một cái này là không cũng được. Không chức vụ gì thì để không. Thì chúng ta sẽ viết vào đây là F mấy nhỉ? F30. Ta ghi F30. Đấy, F30. Thôi kệ nó thôi, cái nào không có thôi. Rồi bây giờ thưởng có không nhỉ? Thưởng nha, bây giờ chúng ta làm như sau. Cả lớp ghi cho thầy. Trong cột thưởng, ai làm được từ 24 cho đến 25 ngày công thì được thưởng 1 tháng 500.000 đồng. Ghi vào cho thầy. Ghi để tí chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Ai được 1 tháng 500 ngày công, 25 ngày công, từ 24 đến 25 thì được thưởng 500.000 đồng. Từ 22 cho đến 23 thì được thưởng 300.000 đồng. Còn lại là không đồng thưởng. Đây, cả lớp ghi vào cho thầy. If ngày công là F mấy nhỉ? F8. If rồi ngày công là F8. F hay G? Để thầy xem nào. Ngày công là F8. F8 lớn hơn hoặc bằng 24 phẩy, chúng ta được thưởng 500.000 đồng. Ghi chữ 500 vào đây. Phẩy if mở ngoặc ra từ 22 đến 24 if F8 tiếp lớn hơn hoặc bằng 24 23, thôi 22 đi, thì được thưởng 300.000 đồng. Còn lại là không đồng. Đóng ngoặc lại, hai cái lại, enter. Thế chúng ta kéo dọc xuống xem bạn nào được thưởng. Đấy, những bạn nào được thưởng là được hiện ra, còn bạn nào mà dưới 22 là không có đồng nào cả.
xong. Đấy, chúng ta nhớ cái hàm if nhá. Ghi cú pháp của nó vào. F8 là F này công ấy. Nhớ chưa? Thầy chỉ cần là có hai điều kiện thưởng thôi. Đấy là chúng ta được. Bây giờ đến tổng lĩnh. Lĩnh thưởng này bằng cho thầy nha, theo hàng ngang này. Ngày công và công trên một ngày thì chúng ta sẽ bằng là F bao nhiêu nhỉ? F8. F8 ta nhân với ngày công. Ngày công là G8. Đấy. Cộng với phụ cấp là H8. Cộng H8. Rồi. Cộng với phụ cấp chức vụ là G8. Cộng với thưởng là K8. Enter. Đấy, giờ bạn này được 7.500.000 đồng. 7.850.000 đồng. Rồi kéo tất cả xuống. Đấy. Sao? À, những bạn chưa được phụ cấp à? Ờ, thì bây giờ thầy thêm cho phụ cấp vào đây nhá. Còn lại phụ cấp. Đấy, thế thì bây giờ thầy làm như này. Trong chỗ này bài toán giải quyết vấn đề là cái số n trên a là số nó không nhận biết được, thì chúng ta sử dụng if kết hợp với vlookup nhá. Rồi thầy sẽ làm như sau: bằng if mở ngoặc ra chức vụ khác rỗng là g mấy nhỉ, y mấy, y tám, y tám khác nháy trên phẩy thì bằng này, còn lại thì bằng không, đóng ngoặc lại. Đấy, copy cái này đã. Đấy. Và thầy viết lại chỗ này. Kéo xuống. Đấy. Tổ phó ở đây đã có chưa? À, giám đốc chưa có. Nha. Chỗ này là khác rỗng, nếu y8 khác rỗng thì được tính vlookup, còn nếu không thì được không đồng trong phụ cấp chức vụ. Tổ trưởng.
Thôi thầy để chữ ngắn thôi nhá. Phó giám đốc tổ trưởng tổ phó giám đốc tổ trưởng tổ phó giám đốc rồi thay thêm tiêu đề vào đây nữa cho nó đúng. Đối chiếu đây là thành ghi là chức vụ. Phụ cấp. Đó. Rồi chỗ này thầy cho đô la 25. Giám đốc nhỉ. Nếu Y8 khác rỗng thì VLOOKUP bằng này. Không. Y8. Rồi các bạn cứ làm đến đây cho thầy đã. Tổng lĩnh. Tổng lĩnh thì chúng ta chừa đi cột J8 đi nha. Để nó tính tạm đã. Còn cái này có ít người thì phát tiền bằng tay được. Không sao, để thầy xem là lỗi do có thể do máy tính của thầy. Còn các em làm đến cái phần thưởng tổng lĩnh này cho thầy nhá. Đấy. Thầy điền tất cả chuẩn hết rồi. Bây giờ video có cần đăng lên không? Đăng lên nhá. Coi như là cái cột phụ cấp này chúng ta phát tay chỉ có mấy người thôi, gọi lên giám đốc phát tay. Được chưa? Còn trong đây thì đa số là nhiều rồi, chúng ta tính được hết rồi.
Nhớ nha, cột này, cột 4 thầy kéo này ra thì cái hai cột này nó bị chạm vào phụ cấp ở cột 4. Nhưng mà các em hiểu đấy là số thứ tự của nó. Rồi ở đây lương ai cao nhất nhỉ các em? Đâu giám đốc chưa cao nữa. Rồi bây giờ thầy đăng video lên.